Chiều ngày 17 tháng 5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin một chiếc ô tô chở khách đi theo hướng Bắc Nam chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang di chuyển vào Nam nên lập chốt chặn để kiểm tra xe khách này. Khi chiếc xe khách đến địa phận huyện Xuân Lộc, giáp tỉnh Bình Thuận thì lực lượng Cảnh sát Giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Ban đầu trên xe khách chỉ có 5 người kể cả lái xe. Tuy nhiên, khi lực lượng công an yêu cầu lái xe cho dỡ hàng hóa để kiểm tra, thì phát hiện 4 người Trung Quốc đang ẩn nấp trong một thùng cát tông và một người trốn trong thùng xốp ở phía cuối xe. Theo tài xế ô tô khách, xe đi từ Bắc Giang đến Thành phố Hồ Chí Minh, những người Trung Quốc nhập cảnh từ biên giới tỉnh Cao Bằng sang. 10 người đã được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh để kiểm tra y tế theo quy định, đồng thời bàn giao các đối tượng cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục đấu tranh khai thác và củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.